mình sẽ đặt khả năng lên như thế này, xem coi khả năng chịu lực của inox nó có tốt hay không. Ở đây thì mình có tấm gạch gạch đá nè, đây mình sẽ tăng trọng lượng lên. Cái này là 12 kg nha. Rồi mình sẽ đặt lên trên này. Tiếp theo ở đây mình sẽ cân hai quả tạ, đây là gần 6 kg. Rồi mình cũng đặt lên trên luôn. Rồi mọi người có thể thấy cái phần dưới đáy này, đây thì nó vẫn thẳng nha, nó chưa không bị cong. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vật nặng xuống. Rồi mọi người có trên bề mặt nè, trên bề mặt thì vẫn bình thường, không có tình trạng là bị cong nha, nhưng mà khả năng chịu lực của inox thì tốt. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái khả năng chịu lực của cái thanh cao su này. Đây, bằng cách đó là mình sẽ gõ liên tục 100 lần vào thanh cao su này. Thì ở đây là cái tay cầm pha cà phê nè, mọi người thường dùng sẽ gõ để đọc bảng. Mình sẽ gõ liên tục luôn 100 lần. Rồi, bây giờ mình đã đập xong 100 lần thì mọi người có thể coi. Đây, thanh inox nó cái thanh cà phê nè. Đây, thanh cao su. Đó, nó vẫn cứng chắc. Nó không có bị tình trạng gãy nha. Tôi là vẫn còn cứng lắm. Thì anh chị nào mà cần sở hữu hay là cần mua hộp đập bã này thì mình có thể bấm vào giỏ hàng của Leon Coffee.